Chỉ cần ai mà có một trong những thứ này á là sẽ giàu. Thứ nhất là mệnh, thứ nhì là số, thứ ba là đức, thứ tư là phong thủy, thứ năm là học vấn. Ai mà có năm thứ này sẽ giàu. Phong thủy là dạng giống như hồi xưa Trung Nguyên Chương á, mà cổng mẹ giác xác mẹ đi chôn á, mà ngay cái nguyệt rồng gì đó ổng làm vua thôi. Thì phong thủy là nói về phong thủy như vậy, chứ không phải mình nói phong thủy như kiểu hướng đông hướng tây hướng nam bắc nha. Nhưng mà mọi người cái mệnh, nhất mệnh, cái chân mệnh, chân mệnh là đi theo cái chân mệnh, là ai cũng biết chân mệnh này đó. Số thì theo cái nghiệp tốt của mình, hồi những cái tiền kiếp mình tích lũy, thì hôm nay cái số mình được hưởng cái sự giàu sang đó, giống như chim chỉ Bill Gates hôm nay là giàu, là cái gì đó, tiền kiếp có làm phước. Đức độ thì ai có đức thì người đó được hưởng giàu sang. Phong thủy, học vấn, học vấn là giống như những người PhD, tiến sĩ, những nhà lỗi lạc, nhà bác học rồi đó, thì họ cũng có thể giàu, nhưng mà vẫn là đứng hàng cuối cùng của con người chúng ta. Cái đầu tiên vẫn là mệnh và số. Người mà chỉ còn có một cái trí khôn căn bản thôi, bình thường thôi, người cái trí tuệ là phải sợ mệnh trời. Nghĩa là giàu cho mình có rắn nào, cái mệnh của mình mà yếu hay là xấu thì nó cũng không có thay đổi được. Phải biết cái đó, mệnh trời. Và người mà có trí tuệ, có trí khôn á, phải sợ đại nhân. Đại nhân là giống như thủ tướng, giống như giờ Bác Trọng hay là Bác Tô Lâm vậy đó. Tại mấy ông bắt mình lúc nào cũng được, Bác Trọng nữa á. Là người có trí khôn phải sợ mấy đại nhân, mấy đó là đại nhân quan quyền rồi, phải không, chức tước, muốn tới gõ cửa là bắt thôi. Nhưng mà đầu tiên mình phải sợ cái mệnh của mình, mệnh xấu đó. Kế tiếp là mình sợ những lời của thánh nhân nói. Người có khôn á phải sợ lời thánh nhân nói, tại lời thánh nhân nói là có, nhưng mà thời nay có cái này hơi khó, người ta không có sợ. Lời thánh nhân nói trước khi nó xảy ra, mà có xảy ra rồi á, họ cũng lo, họ không có biết sợ nữa. Bây giờ giống như họ bị khổ quá, họ sống một cái xã hội toàn là bề ngoài không, bây giờ họ không có sợ lời của thánh nhân nữa, họ cái đó bỏ tài.